Đây là anh em chúng tôi là đi tham quan Đà Nẵng. Đây là cầu Rồng này, Tân Linh này, mùng 2 tháng 9 này. Đấy. Đây là đi tham quan vào bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Số 2 đường 2 tháng 9. Mua vé chưa? Điêu khắc Chăm. Điêu khắc. Bảo tàng điêu khắc Chăm. Đây là hướng nhìn ra ngoài đường Nguyễn Văn Linh đấy, đôi bạn trẻ đang check in chụp ảnh. Hai bạn trẻ là tận thủ đô vào Đà Nẵng để coi như là tham quan. Kỳ đại rất là cổ thụ. Đây là các địa điểm di tích Chăm tại Việt Nam. Hai cái đài này to đấy, là lâu năm đấy nhỉ? Cái này cũng như kiểu trong Huế đấy, cũng dạng lâu năm thế đấy. Song cửa sổ thế kỷ 11. Chop tháp. Thay quần. Cái này là thế kỷ mấy? Phố Thiêng. Thế kỷ 11. Đấy, các bạn trẻ là đi tham quan đây để hiểu biết lịch sử đấy, chứ còn trước chưa bao giờ được nhìn thấy đâu. Hiện vật. Con này là con voi con gì thầy Dũng? Đây này, đấy voi thế kỷ 11, đấy, voi đấy. Này, sư tử. Yeah, sư tử. Sư tử đây, người ta chú thích này, sư tử. Đấy. Đây là vật trang trí trên mái tháp. Trên mái tháp. Bị giặt nhà. Đây là ngói. Đấy là rùa đấy hả? Đúng không? Chú thích rùa đấy hả? Đế trụ chân voi à? Gạch hoa văn cổ. Khu di tích. Là một khu di tích.
tượng này tượng hộ pháp à, đấy khác khác ở ngoài ngoài tượng chùa ở ngoài ta hai hộ pháp hai bên này khác nhau. Như đây đây mới đi xuống chính thế này vào cổng đi vào chùa, vào tháp của người ta là từ đây, hai bên là hộ pháp là như là của mình thôi, như vào đình chùa ấy hai bên. Đó, hai bên hộ pháp đây vào cửa chính đây đại điện cúi say à. Đấy. Đài thờ. Đi theo lối chính này còn hai bên kia là hai bên cạnh. Đài thờ. Đây, hai bạn trẻ đang xem tượng không xem vào hiện vật. Người ta đã ghi như thế rồi, các bạn trẻ phải lưu ý. Người ta ghi không sơ với hiện vật. Họ văn viết này. Phong tha, phong cách là thần, thần thoại. Cái khác chúng ta ngoài Hà Bắc. Đây là ngôi tháp của mua phòng nhỏ. Tứ diện như nhau. Kiến trúc mà nói rất là tuyệt vời. Mô phòng nhỏ như này. Nếu mà chúng ta mua được một cái bầy như thế này rất là đẹp. Chúng ơi, có cái này đẹp lắm này. Cái này cũng mua, nếu mà có cái này mua là mua được này. Không thật. Mô phòng cái này bầy rất là đẹp và trang trí vào phòng rất là đẹp. Tháp trăm ấy. Mình tháp trăm thu nhỏ bằng đá này. Mình hỏi thử xem chỗ nào nó có làm cái này mua bầy đẹp đấy. Tứ diện đấy, tứ diện y xì như nhau. Đây là sa bàn. Không, nó bốn chiều như nhau, tứ diện. Cái trong tháp trăm tôi vào rồi mà đi ở dưới. Rất là đẹp. Chứ sau này vẫn còn nữa cả. Rất là rộng. Còn phía sau. Phòng khám phá, phòng hội thảo. Nghe trên này đi, nghe trên này xem có nghe đi. Này, các loại mà đến cái gian thứ hai là các đồ mà sinh hoạt văn hóa. Đấy, cồng chiêng, trống, các loại nhạc cụ. Đấy. Đồ sử dụng hàng ngày của đồng bào. Lễ hội đồ sử dụng. Thành khay. Mâm chân ở đây là khay lễ vật, rất là
là đẹp, trọng cảm. Này, chúng ta sẽ sang bên này là trang phục, trang phục của đồng bào. Đây có nhiều, rất nhiều bộ trang phục. Như đây là bộ Kainh, bên này là Maroon, trang phục. Đây dệt của nhân dân. Đây là gốm sứ động vật lưu niệm, ấm thuốc. Đây bộ ấm trà. Bộ ấm trà này thì cũng khá khác ở ngoài kia, hoặc là một phương pháp cũng đúng như vậy, nhưng mà dạng kiểu dạng như là sành sứ chứ không, ở đất nung gốm, dạng gốm từ ngành mô hình khuôn viên nhà thì trong. Đây là những mô hình tháp, mô hình tháp. Đây là xe kéo. Đây các cái vật dụng đồ dùng nơm rồi giỏ bắt cá. Hai bạn trẻ này tiếp tục coi như là đi khám phá các văn hóa của đồng bào. Đây sang phía trái, mà cái này cái hiện vật nó không còn nguyên vẹn. Khu vực này là đồ gốm Sa Huỳnh. Các bạn đồ gốm. Đi lại thử đằng sau đi ra xem nó là gì. Bộ chum gốm Sa Huỳnh, hay còn bên này là gốm Champa. Đấy, gốm Champa. Mỗi vùng một nơi thôi. Vỏ gốm men. Nó trắng men rồi. Đây là kết nối. Tiếp tục di chuyển sang bên trái phía cuối thì chúng ta sẽ có rất nhiều ảnh đền tháp, các mô hình ở các nơi, các mô hình tháp ở Ninh Thuận. Rất là đẹp, kiến trúc rất là độc đáo. Đây là tháp của Quảng Nam đây. Mỗi tỉnh ở đây bảo tàng thì sẽ có một cái khu vực nói về các cái đặc điểm của đồng bào ở từng tỉnh. Rồi xong chúng ta Quảng Nam, bây giờ là Ninh Thuận. Ninh Thuận xong rồi chúng ta sẽ đi sang phía đây. Thì chúng ta sẽ có đền tháp ở Bình Định. Phía bên đây của chúng ta là vẫn là Bình Định. Đây, sau Phú Yên. Tháp Phú Yên này thì tôi đã đến rồi. Ở chụp ảnh tháp này rất là đẹp. Chúng tôi đi đến cái khoảng tháng 5 tháng 6 năm 2002. Tháp Ninh Thuận này thì đúng vào cái dịp lễ của đồng bào. Thế nên là sẽ kết thúc các cái điểm chính của bảo tàng. Đây tháp Ninh Thuận.